Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất ban hành nghị quyết chính phủ cho phép sửa đổi nhanh nghị quyết số 139 nhằm tháo gỡ khó khăn trong kiểm định xe cơ giới. Đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải đề nghị cho phép các đơn vị đăng kiểm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được kiểm định xe cơ giới của các tổ chức cá nhân, cho phép sử dụng lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia công tác kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm, đồng thời cho phép các phương tiện quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày được phép di chuyển đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Các phương tiện này không được chở người, hàng hóa hay kinh doanh vận tải. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, từ sáng nay ngày 10 tháng 3, hai trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội là 2903S số 3 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm và 2914D Cụm Công nghiệp Thanh Oai đã được mở lại. Mỗi trạm có tối thiểu một dây chuyền hoạt động, các trạm này có thể hoạt động trở lại do Cục Đăng kiểm sắp xếp nhóm đăng kiểm viên tại chỗ và điều động thêm nhân lực từ các trung tâm đăng kiểm khác về để đủ số lượng người vận hành. Như vậy, Hà Nội sẽ có 8 trên 31 trung tâm mở cửa với 13 dây chuyền, trong đó 6 trung tâm từng bị khám xét, khởi tố đăng kiểm viên và được mở lại sau khi bổ sung nhân sự. Bộ Nội vụ vừa có công văn trả lời Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép Cục Đăng kiểm được ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc Cục cho đến khi tuyển đủ viên chức theo quy định nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu hụt nhân sự. Bộ Nội vụ nêu rõ Cục Đăng kiểm được xác định là đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên áp dụng theo quy định tại Nghị định 60 năm 2021. Quy định này cho phép đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ký kết hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn nghiệp vụ ở vị trí việc làm do viên chức đảm nhiệm theo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của đơn vị.